Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok là clip đột kích các bạn ơi. Thì ok. Thì hôm nay hồi sớm này mình định quay cái học phụ đi làm nhiệm vụ hóa ly anh em. Nhưng mà thằng Hoàng thì có công việc nên trễ anh em. Thì mình nghe đồn là có báo vật mới nha anh em. Đây. Có báo vật mới nha. Đó, nhưng mà mình dân cài nên mình không có quay này nha anh em. Đó, thì mình sẽ quay cái khác nha. Thì nó cũng có cái mới ở bên cái quả cầu GB anh em. Nếu mà cái này có, nếu mà cái này có cái mới thì nhiều khi mình sẽ quay quay cái này thêm một ít anh em. Từ từ để mình coi thử cái này thì cái con dao này mình không có thôi chứ quắm này nó có cho rồi. Với mình cũng có đóng rồi. Bên này không có cái gì á. Nè, quả cầu GB nghe anh em. Đó, hai súng này thì súng này mình không có chơi, mình không biết, nhưng mà cái này thì mình cũng không có chơi nhưng mà mình biết anh em. Mình biết cái này nè. Ủa mà sao cái giá nó hơi cao anh em. 6.200 nó thấy nó khác biệt anh em ơi, khác giá nha. Cái kia có 5.000 mấy à. Còn cái quả cầu đó nó tới 6.000 mấy rồi. Thì bữa giờ mình chơi AI này nọ mình tích được được mới GB này anh em. Chắc hôm nay chơi vài chục cái quả cầu may mắn này thử xem như thế nào nha. Đó, đi đổi không khí nha anh em. Phiếu mình còn 90 phiếu là rồi, 50 vé là 56 ngàn hả, 10 vé là 56 ngàn GB, 50 vé hả là 200 mấy ngàn hả. Thì hôm nay mình sẽ chơi chơi là tối đa là 50 quả cầu nha anh em. Đó, giờ mình mua trước 20 quả đi. Rồi, muốn mở ngay bây giờ luôn. Đó. Rồi. Hôm nay tới màn đỏ đen rồi anh em ơi. Ok, chờ mình tí. Rồi. Thì không biết cái góc này nó như thế nào anh em. Thì mình cứ quay quay giống cái góc của cây ấy đi anh em. 10.000 ớ có 1.000 GB à. Cái tưởng giống cây quắm, cây có hên không? Hồi 1.000 GB nữa kìa. Lần này mua 20 quả nha. Trời ơi, 300 nữa kìa. Lắm. Chúc mừng bạn trúng phần hiếm. Chúc mừng bạn trúng vật phẩm hiếm. Ủa sao quay dữ hả? Ôi bị lắc rồi anh em. Ô. Gì thế? Gì thế? Tao quay nhiều quá nhiều sao vậy? Sao vậy? Ơi da, đợi mình xíu anh em, chấm dứt server luôn rồi. Dạo này nó ngộ quá chứ, chấm dứt hoài à. Rồi, vào lại anh em ơi. Hồi nãy nó lắc sao nó ra gì mình cũng không biết luôn nữa. Rồi nó mất tiêu đây luôn rồi. Thôi quay tiếp anh em, còn 15 quả nè. Lụm. Rồi giờ nó vô đây. Thử. Ăn hàng. Trời ơi, nhém anh em ơi. Cái này không lẽ góc khác chứ. Lại góc khác ta, dưới này xíu coi. Trời ơi, khúc này cái ơi, khúc này thấy nó em đi xa quá quá, em đi xa quá, em đi xa quá, lên lên cao xíu. 10 quả rồi anh em ơi, 10 quả rồi nha. Lụm. Ôi ôi lụm, tôi lưu đoạn một ngày nữa. Rồi 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 rồi. Ồ, GB gì thấp tè ta. Gói cầu này tí 5.600 mắc hơn 10 ít dữ. Ê ta, đừng ra đi 20 quả rồi anh em ơi. Lắm. Trời ơi, nó lát một phát nhém luôn anh em ơi. Gói cầu nhém nhảy luôn à. Đây xíu nữa. Rồi. Trúng. Ủa lắc hoài ta.
Ôi hơi bị lắc anh em ơi. Dừng. Nổ. Hụp. Trời ơi, còn phía phần thử thôi anh em. Nổ. Rồi dạ, chua dữ ta. Rồi maximum luôn. Trời ơi, ra cái 1.000 RB à. 20 quả lỗ, quá lỗ luôn em. Rồi giờ mua là 10 quả thôi nha anh em. Đó là 30 rồi nha. Nổ gốc. Trời ơi. Nổ. Cái này không phải là đơn giản đâu nha, không phải đơn giản đâu nha. Đang giỡn thôi. Sky nào. Sky. Trời ơi. Cay quá đi, cay quá đi. Lớn. Cứ 1.000 RB liên tục. Ấy là, trời ơi, chỗ nhấp lộn bên đó rồi. Ôi mình phải đi góc lớn xíu. Ôi ôi. Sắp 30 quả ra đi rồi ta. Sắp 30 quả ra đi mà. Rồi. Top thứ 1 nè. Trời ơi. Bà trong 7 lần vật phẩm luôn. Cay thiệt chứ. 56.000 40 quả rồi anh em. Thử lại độ tinh khôi ngay. Rồi cái này không lẽ nó nằm góc dưới ta. Quay thử nhẹ nhẹ đi. Quay thử nhẹ nhẹ vài quả đi. Ôi trời, mỗi cái nó có góc khác nhau nè. Ôi ôi. Giờ nha. Ôi ôi. Chịch bên này, chịch bên kia. Không nổ anh em ơi. Hình như ủa cái này 40 quả hả? Khoan nha. Ủa sao 40 quả? Từ từ 20 quả đầu. Ừ đúng rồi. 40 quả rồi anh em. Ôi 40 quả mình không nổ kìa. Cay thận thế. Ây da. Không nổ anh em. 105 phần thưởng luôn kìa. Cay thế. Vậy còn nhiêu 800 hả? Quốc phát còn 700 mấy à. Rồi, cái này là 50 quả là anh em. Dứt. Ôi. Cài ai lâu lắm mới lên GB nha anh em. Anh em đi đấu thường thì GB lên nhanh nha. Rồi. Chết luôn. Trời ơi, cay quá anh em. Lớn. Trời ơi, nhém. Nổ. Cài thế, từ từ đổi qua. Vô kho. Ê, có cầu may mắn anh em, quay cái nào khác nữa đi. Cái đó nó hơi xui anh em. Rồi quay cái này thử coi. Không biết cái này là cái gì luôn. Rồi cái này có 5 quả nè. Rồi cái này 4 quả nè. Quay thử vài phát coi. Trời, quay này được 5.000 RB. Trời ơi. Lấm. Cái gì vậy? Trời ơi nó lắc anh em. Từ từ để qua cái để thử cái này một quả đi rồi quay bên kia quay tiếp anh em. Nữa. Trời ơi cứ lắc mà hết hồn hoài. Hết hồn chim én gì chứ. Rồi, sáu quả anh em. Nổ.
Ấy chà, nổ trời ơi, 50 quả rồi. Ồ, tính ra hút máu dữ ta, hút máu dữ ta. Súng ngon hả? Súng ngon đâu trời ơi. Rồi xong phim lắm rồi, quả cuối rồi anh em. Dứt trời ơi, ai da, 20.000 RB rồi anh em. Rồi ok, mình quyết định anh em chơi 10 quả cuối nữa, không trúng thì thôi nha anh em. Quay cũng dài rồi, đau thận quá, nó cài đuối đuôi đuôi luôn, đuối đuôi đuôi luôn mới được nha anh em. Dài 60 quả nha, 60 quả nha, không không thể đồ đâu. Trời ơi, 60 quả của mình. Nổ cái đi nào. Ôi ôi, nhém nổ nó kìa. Bum. Ơi. Tiếp. Bum. Trời ơi, cứ mém mém không ta. Bum. Chúc mừng. Trời ơi, nãy mém bên này giờ mém bên này. Ok, cái bạn ơi, cứu tôi, cứu tôi. Quá trời quá đất anh em ơi. Rồi. Lắm. Trời ơi, còn 3 quả. Nổ dùm một cái. Trời ơi, mém mém không à. 60 quả chắc chắc không ra là thôi ăn mày luôn. Ai, nó cuối nha anh em. Cố anh em Ultimate. Rồi xong. Ok, chắc mình sẽ dừng clip ở đây anh em. Cũng dài rồi anh em. Hôm nay đen rồi, quay không ra nữa đâu anh em. Đó thì hơi xui anh em ơi, tốn mấy trăm ngàn RB mà không ra được món quà rồi. Thì hẹn anh em clip sau nha. Rồi, bye bye anh em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Ok.